số 106. Kinh bất động lợi ích. Ananatha, Sāpāsa Sutta. 66. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, Câu lâu Kamasadama, Kiềm Ma Sát Đàm, là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc ngu si tánh. Này các tỷ kheo, đây là lời chào sáo của kẻ ngu xây dựng trên giả dối. Các dục hiện tại và các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lai, cả hai đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uống của ma. Ở đây, các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, khích động và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây cho thánh đệ tử học tập. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau các dục hiện tại và các dục tương lai, vân vân, cho thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại, đại hành. Sau khi chiến thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý, khi ta an trú với tâm quảng đại, đại hành, chiến thắng thế giới, xác định vị trí của ý, các ác, bất thiện ý, tham dục, sân hận, khích động, sẽ không khởi lên. Với các pháp ấy được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp. Trái lại thành vô lượng, khéo tu tập. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an chú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra. Thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích bất động. 67. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Những dục hiện tại và những dục tương lai những dục tường hiện tại và những dục tường tương lai, phàm bất cứ sắc gì là bốn đại trùng và sắc do bốn đại tạo thành. trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. sau khi thân hoại mạng chung sự tình này xảy ra. Thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích bất động. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng hiện tại và những sắc tưởng tương lai, cả hai đều vô thường. Cái gì vô thường, thời không đáng để được hoan hỉ, không đáng để được hoan nghênh, không đáng để được chấp trước. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh vị ấy thành tựu bất động ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích bất động. 68. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau những dục hiện tại vân vân và những sắc tưởng tương lai và những bất động tưởng tất cả tưởng chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt không có dư tàn như vậy là tịch tịnh như vậy là thù diệu tức là vô sở hữu xứ trong khi vị ấy hành trì như vậy an chú nhiều lần như vậy tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra. Thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. 69. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đi đến khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau. Chống không là tự ngã hay ngã này sở hữu. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an chú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ sau khi thân hoại mạng chung. Sự tình này xảy ra. Thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. 70. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào và sở thuộc của ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an chú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong chú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Và lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Những dục hiện tại, vân vân, và những sắc tưởng, và những bất động tưởng, và những vô sở hữu xứ tường Tất cả các tường chỗ nào các tường ấy được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an chú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong chú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vì ấy có thể thành tựu phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo được gọi là hành đạo về lợi ích phi tưởng phi phi tưởng xứ. 71 khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, ở đây bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta, ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy vị ấy được xả. Bạch Thế Tôn một vị tỷ kheo như vậy có chứng được cứu cánh niết bàn không? Ở đây, này Ananda, một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh niết bàn. Và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh niết bàn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh niết bàn. Và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh nết bàn ở đây này ananda một tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ nếu trước không có như vậy thời có thể không là của ta nếu nay không có như vậy thời có thể sẽ không là của ta ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có và như vậy vị ấy được xả vị ấy hoan hỉ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy. Do vị ấy hoan hỉ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xả ấy và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo không chứng cứu cánh niết bàn. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy thủ trước là thủ trước chỗ nào? Này Ananda, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy thủ trước, thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, vị tỷ kheo ấy thủ trước, thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ trước tối thượng, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 72. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ nếu trước không có như vậy thời có thể không là của ta nếu nay không có như vậy thời có thể không là của ta ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có như vậy vị ấy được xả vị ấy không hoan hỉ trong xả ấy không hoan nghênh không chấp trước xả ấy do vị ấy không hoan hỉ trong xả ấy không hoan nghênh, không thủ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy và không thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo chứng cứu cánh nếp bàn. 73. Thật vi diệu thay, bạch thế tôn, thật hy hữu thay, bạch thế tôn. Chính mười y cứ sự này sự kia, bạch thế tôn. Sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên. Nhưng Bạch Thế Tôn thế nào là thánh giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tường hiện tại và những sắc tường tương lai, những bất động tường, những vô sở hữu xứ tường và những phi tường, phi phi tường xứ tường, cái gì thuộc tự thân là tự thân, đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ trước. này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích bất động được ta thuyết giảng đạo lộ về lợi ích vô sở hữu xứ được ta thuyết giảng. Đạo lộ về lợi ích phi tưởng, phi phi tưởng xứ được ta thuyết giảng. Là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được ta thuyết giảng. Thánh giải thoát được ta thuyết giảng. Những gì này Ananda, vị đạo sư cần phải làm vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử những điều ấy đã được ta làm vì lòng từ mẫn của ta đối với ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng giật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta cho ông. Thế tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy.